Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, trạm y tế các xã phường phối hợp cùng các nhà trường chuẩn bị chú đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Công tác tiêm chủng diễn ra theo quy trình một chiều. Có khu vực khám sàng lọc, bàn tiêm và khu theo dõi chăm sóc sau tiêm chủng. Ngành y tế cũng đảm bảo về nhân lực, phương tiện cấp cứu tại chỗ và bố trí xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. Sau một tuần triển khai, tỷ lệ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được nâng cao. Trong đó, 91% trẻ trong độ tuổi này đã tiêm mũi 1 và 70% được tiêm mũi 2 phòng COVID-19. Chiến dịch tiêm lưu động tại các điểm trường sẽ được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 8 nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành các mũi tiêm cho học sinh có đủ điều kiện trước khi bước vào năm học mới.